Chào mừng các bạn đến với thế giới của những bộ tộc độc đáo. Ngày hôm nay mình cùng các bạn khám phá 3 nghi thức chuyện chăn gối, sóc tận óc ở lục địa đen. Lục địa đen châu Phi là nơi có nhiều truyền thống lạ lùng, thậm chí kỳ quái đối với phần còn lại của thế giới, trong đó bao gồm những nghi thức chăn gối dưới đây. Thứ nhất là thử trinh tiết. Đây là truyền thống phổ biến ở Nam Phi, đặc biệt là trong nhóm dân tộc Zulu, cư trú chủ yếu ở tỉnh KwaZulu-Natal. Nghi thức thử trinh tiết được người địa phương gọi là Umhlanga. Bất chấp chính phủ Nam Phi ngăn cấm, hủ tục này vẫn diễn ra thường niên trong nhóm dân tộc Zulu. Những cô gái tham gia buổi lễ thử trinh tiết sẽ được một người kiểm tra trinh tiết chuyên nghiệp thực hiện bằng tay, không có thêm bất cứ công cụ y tế nào. Cô gái được đưa vào phòng kín và người kiểm tra sẽ dùng tay để xem màng trinh của cô có còn nguyên vẹn không. Nếu tất cả đều ổn, cô gái được cấp giấy chứng nhận trinh tiết. Người dân địa phương cho rằng nghi lễ này giúp kiềm chế sự lây lan của HIV/AIDS vì các cô gái trẻ buộc phải kiêng quan hệ tình dục cho đến khi lập gia đình. Tuy nhiên, nó cũng bị chỉ trích nặng nề vì làm nhục phụ nữ. Thứ hai là thanh lọc tình dục, được người dân địa phương gọi là Kasa Safumbi. Thanh lọc tình dục là một truyền thống phổ biến ở một số quốc gia châu Phi, chẳng hạn như Malawi, Zambia, Kenya. Trong nghi lễ này, một người phụ nữ sẽ phải quan hệ tình dục với một người đàn ông bán dâm chuyên nghiệp tại nơi họ sinh sống, được gọi là Hain. Nghi thức này xảy ra khi một cô gái lần đầu có kinh nguyệt, một phụ nữ vừa mất chồng hoặc vừa phá thai. Điều đáng sợ hơn là Hain không được sử dụng bất cứ công cụ hoặc dụng cụ bảo hộ nào trong suốt buổi lễ để ngăn chặn lây lan HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn hoặc các bệnh lây lan qua đường tình dục khác. Thứ ba là trộm vợ. Trộm vợ là nghi thức hàng năm được thực hiện bởi bộ lạc Wadabe ở khu vực Sahel. Phụ nữ ở nhóm du mục này được phép có nhiều chồng nếu họ muốn. Trong buổi lễ trộm vợ có thể diễn ra trong nhiều ngày, đàn ông Wadabe sẽ phải trang điểm thật đẹp, cố gắng nhảy thật sung để gây chú ý đối với người thương. Điều kỳ lạ nhất là không cần quan tâm người phụ nữ đã kết hôn bao lâu, một khi cô chọn được người mới, bộ lạc sẵn sàng chấp nhận và công nhận cuộc hôn nhân mới này. Bí ẩn lăng mộ gần 1.000 năm còn nguyên vẹn, cỏ không dám mọc, chim không dám động. Quần thể lăng mộ này được mệnh danh là Kim Tự Tháp Phương Đông. Vương triều biến mất giữa dòng sông dài lịch sử Tây Hạ 1038-1227, hay Đại Hạ, là vương triều do tộc người Đàng Hạ ở Tây Bắc Trung Quốc sáng lập. Vương triều tương đối ngắn ngủi, chỉ trải qua 10 đời hoàng đế và trị vì đất nước trong 189 năm. Các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng nhà nước phong kiến Tây Hạ có nền chính trị hoàn thiện, luật pháp nghiêm minh, còn sở hữu hệ thống chữ viết độc đáo riêng có. Tây Hạ nằm ở thế kiềng ba chân giữa hai nước Tống và nước Liêu. Điều này có nghĩa là khi một trong ba đất nước trở nên hùng mạnh, nước còn lại sẽ qua lại, cống nạp vật phẩm để kết giao. Ngược lại, khi một trong ba suy yếu, các nước khác lập tức biến thành bầy sói thảo nguyên, cắn xé nước láng giềng. Những nhà lãnh đạo Tây Hạ nổi tiếng là khéo léo, do chiều nào theo chiều ấy nên không bị ảnh hưởng gì bởi hai nước láng giềng Liêu, Tống. Cho tới năm 1206, đế quốc Mông Cổ hùng mạnh được Thành Cát Tư Hãn thành lập, Tây Hạ lúc này trở thành đế chế chư hầu của Mông Cổ và bị ép tham chiến chống lại Kharezm giúp nước Mông bành trướng lãnh thổ. Tây Hạ đã từ chối không tham chiến khiến Thành Cát Tư Hãn giận dữ, ông cho rằng đây là một sự phản bội và thề sẽ trừng phạt Tây Hạ. Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn tấn công Tây Hạ và lần lượt chiếm đóng mọi mảnh đất của vương quốc trong 4 tháng. Nhà vua sau đó chính thức đầu hàng quân Mông Cổ năm 1227 và hẹn xin nộp thành. Tây Hạ bị diệt sau khi 189 năm tồn tại. Trước thời hạn vua Tây Hạ nộp thành vừa đúng một ngày thì Thành Cát Tư Hãn qua đời. Quân Mông Cổ đã giết vua Tây Hạ và cả hoàng tộc này nước này để báo thù. Tây Hạ là một vương triều dân tộc thiểu số với thời gian trị vì ngắn ngủi. Vương triều này dễ dàng biến thành hư vô trong dòng sông dài lịch sử, tuy nhiên lăng mộ hoàng gia Tây Hạ lại nổi tiếng là đứng vững với thời gian, thậm chí được mệnh danh là Kim Tự Tháp Phương Đông. Nằm trước ngọn núi Hạ Lan, cách Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ, 30 km là nghĩa trang rộng lớn của các hoàng đế Tây Hạ. Đây là nơi yên nghỉ của 9 vị hoàng đế với lịch sử hơn 900 năm. Lăng vua Tây Hạ trải dài khoảng 5 km từ đông sang tây, 10 km từ bắc xuống nam, diện tích khoảng 53 km vuông.
Ngoài mộ của nhà vua, nghĩa trang này còn là nơi chôn giữ 271 lăng mộ của các thành viên hoàng tộc và quan lại. Các lăng mộ hoàng gia được sắp xếp theo thứ tự thời gian theo chiều từ Nam ra Bắc, cực kỳ hoàn chỉnh. Theo tờ China News, điều khiến hậu thế vô cùng ấn tượng ở đây là 9 lăng mộ vua Tây Hạ được bố trí chính xác theo mô hình tròm sao bắc đầu, những ngôi mộ lân cận được sắp xếp theo bố cục chiêm tinh. Với trình độ khoa học công nghệ ở thế kỷ 11, thật khó hiểu vì sao hoàng tộc Đại Hạ làm được điều này. Là một đất nước Phật giáo, đồng thời xem trọng nho học và Hán Pháp, kiến trúc lăng mộ Tây Hạ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những văn hóa trên. Các tòa tháp chính trong lăng đều được xây theo lối kiến trúc tháp bát giác, mang đậm dấu ấn phong thủy phương Đông. Mỗi lăng mộ nhà vua có diện tích khoảng 100.000m2 được trang bị tường đá, thành lũy bảo vệ, lầu để bia ghi danh, phòng thờ. Tuy nhiên rất nhiều trong số chúng bị chôn vùi trong khói bụi chiến tranh khi quân Mông Cổ đốt phá lăng mộ vào năm cuối cùng của vương triều. Mưa gió thiên tai trong 900 năm qua cũng góp phần bào mòn và gây hư hại nghiêm trọng cho những công trình còn lại. Tuy nhiên, một nghịch lý khó hiểu là 9 lăng mộ vua Tây Hạ thì không hề hấn gì trước những tác động ngoại cảnh, chúng hoàn toàn đứng vững với thời gian. Vì sao chỉ những lăng mộ vua còn nguyên vẹn thì vẫn là câu hỏi lớn với các nhà khoa học. Cò không dám mọc, chim không dám đậu. Đối với những lăng mộ bằng đá, bằng gỗ quý của các bậc đế vương khác thì lăng mộ đất của vương triều Tây Hạ có phần kém xa hoa, thế nhưng hòa ra xây nhà đất lại chính là sở trường của người Tây Hạ. Kỹ thuật xây dựng người Đại Hạ sử dụng có tên là xây đất nện. Về cơ bản, đất sẽ được nén chặt lại bằng một chiếc đầm tro tới khi thành một bức tường hoặc nền nhà. Kỹ thuật xây dựng này giữ cho các công trình đứng vững hàng nghìn năm, vạn lý trường thành từ thời nhà Tần cũng được xây bằng đất nện. Đất nện của người Tây Hạ còn cao cấp hơn, khi họ cho thêm sợi gai và hạt gạo vào khi trộn để thêm phần chắc chắn. Các công trình phòng thủ vững chãi đã giúp họ tồn tại qua nhiều cuộc chiến khốc liệt với nhà Tống. Thành tựu kỹ thuật đất nện Tây Hạ đạt đến đỉnh điểm trong việc xây dựng lăng mộ hoàng gia. Những lăng mộ này được ghi nhận là cỏ không bao giờ mọc, chim không bao giờ đậu. Xung quanh lăng Tây Hạ có những cánh đồng cỏ rộng lớn và ngọn núi Hạ Lan hùng vĩ. Nhưng bao quanh vị trí 9 lăng vua và 253 lăng tẩm không hề có cỏ dại mọc, như thể đất bên dưới được rải nhựa đường. Tại sao lại như vậy? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!